Xin chào toàn thể anh em chơi audio trên toàn quốc. Hôm nay Tiến Dũng Audio sẽ gửi đến anh em một cách tận dụng những chiếc âm ly bãi Nhật, những chiếc âm ly Nhật để sử dụng để làm hát karaoke. Những chiếc âm ly ví dụ như thể là những anh em sở hữu những chiếc âm ly 7825 mã hay là 7925 mã, 7900, 8800. Rồi thì những chiếc Technic V6, V7, V8, V6X, V7X, V8X và những chiếc Sansui 6.7, 6.7 trơn, 6.7 XDCAP, 6.7 D6.7, rồi thì 6.8, 6.6, tất cả những dòng Sansui đấy thì là đại khái là những dòng Sansui và những chiếc âm ly Sansui Technic và những chiếc hay là chiếc chiếc âm ly Nhật mà có cái công suất mà đầu ra của nó đánh được những đôi loa khó tính như thể là những đôi loa Bass 30 chẳng hạn, thì chúng ta có thể tận dụng nó để làm coi nó như một chiếc main, một cục đẩy đấy, thì để chúng ta kết hợp với một chiếc vang số và một chiếc vang cơ để chúng ta hát nghêu ngao karaoke. Đấy là chúng ta sẽ được một cái chất lượng nhạc và tiếng hát rất là trong sạch. Thì trước tiên là chúng ta phải có một chiếc vang số, một chiếc vang cơ. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nếu những bác mà có lọc xì thì ngày mai mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em có lọc xì. Còn đây là mình làm những video những anh em mà không có lọc xì. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần một chiếc âm ly và một chiếc vang số như vậy, hoặc là một chiếc vang cơ. Đại khái là một chiếc âm ly, một chiếc vang. Chúng ta sẽ lấy đường tín hiệu nhạc từ TV hoặc là từ máy tính hay là điện thoại của các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta nên nhớ là chúng ta khi chúng ta ghép ấy, thì ta phải bật vang số trước nhé, xong chúng ta với bật âm ly. Đấy, thì tránh hiện tượng lẹt xẹt và bị xẹt loa. Thì đây là tín hiệu đầu vào. Đây, mình sẽ quay về đằng sau cho anh em xem. Tín hiệu đầu vào thì chúng ta sẽ lấy nguồn nhạc từ chiếc máy tính này đây. Đây, mình sử dụng bằng jack 3.5 nhé. Thì anh em hãy đây thì mình sẽ cho vào đầu input của vang này, thì mình sẽ cho vào cổng input của vang đấy, và tiếp đó thì chúng ta sẽ cho vào lấy đầu ra là đầu ra của vang. Đây là đầu ra của vang đây. Thì mình sẽ cho xuống các bác mà có lọc xì thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn sau. Đây, mình đang hướng dẫn anh em sử dụng rắc bông sen nhé. Những cái rắc bên cạnh thì chúng ta vẫn làm tương tự. Đây, thì đây là đầu vào của âm ly, thì chúng ta sẽ sử dụng cắm nó vào đầu vào của âm ly đây. Đó, thì bây giờ chúng ta với bắt đầu vặn nhỏ hết volume, chúng ta bật âm ly lên. Đấy. Có một lưu ý khi mà anh chị em sử dụng chiếc vang này để kết nối với âm ly, thì với phương pháp này thì chúng ta đã tận dụng luôn cái mạch lọc âm sắc của cái con âm ly để chúng ta chỉnh luôn âm sắc của chiếc vang số. Vậy thì sẽ có một hiện tượng xảy ra là nếu chiếc vang số này mà chúng ta chỉnh ở tần số cao quá thì khi xuống đây chúng ta vặn lên thì nó sẽ bị rú tiếng hát, nó sẽ bị chóe tiếng hát và âm thanh nó sẽ không hay. Thì có một mẹo nhỏ mình muốn nói với anh em, đó là chúng ta hãy set up vang cơ, thì chúng ta set bằng cơ nhé.
thì chúng ta vặn về cái mức 50 tấc ở giữa. Chúng ta không vặn về mức ở giữa nhé. Chúng ta không chỉnh thêm bát thêm chét gì hết. Đấy. Thì mic cũng vậy, mic chúng ta vặn về mic ở mức ở giữa. Về equa của mic và equa của nhạc ở trên con vang thì chúng ta để mức 5 ở mức giữa 12 giờ đấy. Nghĩa là không chỉnh thấp hơn mà cũng không chỉnh cao hơn. Và cái echo thì chúng ta vẫn chỉnh như bình thường. Echo thì nó không liên quan đến cái mạch lọc âm sắc. Đấy, thì chúng ta lên chỉnh như vậy. Thì khi chỉnh rồi thì chúng ta vặn nhạc và mic nhỏ xuống nhé. Đấy, vặn nhỏ xuống thôi. Để chúng ta bắt đầu cắm mic vào. Đấy, chúng ta cắm mic vào thì đây, em lấy mic cho anh em xem. Chúng ta cắm mic vào. Chúng ta cắm mic vào. Khi chúng ta cắm mic vào xong thì chúng ta sẽ mở volume lên và alo thử. Thì lúc đấy là chúng ta chỉnh âm sắc của nhạc và của mic luôn ở trên này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ alo thử. Bạn to mic lên một chút và cho nhạc lên một tí. Alo, alo. Đấy, anh chị em có thể thấy là nó đã lên rồi. Đấy. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Anh em có thể thấy là khi chúng ta kết hợp với chiếc âm ly Nhật thì chúng ta thấy giọng hát của chúng ta rất trầm ấm và trong. Đấy là lợi thế của những chiếc âm ly Nhật mà những chiếc âm ly karaoke Hàn Quốc không thể làm được. Nhưng ngược lại, chúng ta cũng phải biết tận dụng và biết điểm yếu, điểm mạnh của từng thiết bị mà chúng ta kết hợp với nhau. Thì đây là chiếc vang số vang cơ anh em làm tương tự và chúng ta nên chỉnh cái khi nào mà nó hài hòa với chất âm. Và mình sẽ hát một bài cho một đoạn cho anh em xem thử. Nó sẽ có những cái khác nhau về một chút nhưng cơ bản là như vậy. Mình sẽ anh em cứ gọi cho mình sẽ tư vấn cho, kể cả những bác mà không hiểu về
không hiểu về máy móc thì chắc chắn cái này nó rất là đơn giản, chỉ cần mình chỉ cần alo qua cho mình một chút thôi, chắc chắn là sẽ các bạn sẽ làm được. Đây là hôm nay mình sẽ giới thiệu như vậy. Mình sẽ video sau mình sẽ giới thiệu với những anh em có vang này, có âm ly này và có thêm một lọc xì nữa, thì khi chúng ta có lọc xì chúng ta sẽ kết nối khác một chút. Thì mong anh em sẽ ủng hộ kênh của mình và đăng ký cũng như là bấm theo dõi để đón những video sớm nhất, cũng như là sản phẩm mình sẽ có những sản phẩm vang âm ly và đẩy bãi đấy, phục vụ anh em nghe nhạc lẫn karaoke. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.